Hey, xin chào bà con, cô bác, anh chị. Và đây là cái lo mà để chúng ta có thể chơi Tết và sập sình luôn. Đây. Với một cái công suất là 450W, công suất tối đa có thể đạt đến là 600. Với một mức giá cực kỳ hấp dẫn luôn, 18.690.000. Chúng ta sẽ được giảm trực tiếp 500.000, chỉ còn 18.690.000 thôi. Đây là một cái dòng lo đến từ hãng Biriki. Và chúng ta sẽ được bảo hành là 12 tháng các bạn nha. Có hỗ trợ góp 0% lãi suất, và đặc biệt có góp không cần trả trước đồng nào luôn, và không lãi luôn nha. Đây mình sẽ quay sơ cho các bạn xem. Đây là thùng hai cái chép càng, cũng khá là lớn. Ở đây nó sẽ có hai cái lo bát ở dưới này, một cái và đây một cái lo bát, và nó sẽ có một cái biểu tượng logo của hãng Biriki, rất là tuyệt vời. Đây là cái âm ly các bạn. Đây nút nguồn nè, đây là nút volume tổng, và sẽ có điều chỉnh được mic, echo, và đây ngõ kết nối thì chúng ta sẽ kết nối dây các bạn nha, input và input đây. Chúng ta sẽ kết nối được Bluetooth, Zigbee, hãy nhớ, và đây là cái bảng điều khiển. Trên đây sẽ có một cái mic, đây là hai cái mic rồi. Đây là nút nguồn các bạn, đây mình sẽ điều chỉnh cái độ nhạy của mic. Và đây mic 1, mic 2. Cặp mic này cũng khá là ok các bạn. Đây, ở trên đây thì chúng ta sẽ có cặp mic đây. Quá là ok. Đây thùng gỗ cũng khá là chắc chắn, ở trên có biểu tượng Biriki. Ở phía sau chúng ta sẽ có chỗ cắm nguồn và có mã nè, model là MX700. Đây là dây nguồn, có kết nối Bluetooth, và chúng ta sẽ kết nối điện trực tiếp nha các bạn. Là mình sẽ xài điện 220 mới tải nổi, chứ này không có xài bình. Và thùng này cũng khá là nặng á. Và chúng ta sẽ thiết kế về một số thông số nè, công suất Redshift IP, âm thanh là Studio nè, cổng kết nối là kết nối Bluetooth 5.0, trang bị nhiều kết nối mở rộng. Bên đây là thiết kế chắc chắn nè, thùng gỗ, lưới sắt, 4 bánh xe, hai đường tiếng gồm tiếng bass và tiếng chép. Đó, hai lo bát, kích thước lo bát là khoảng 3.8 cm, 3:8 bát ha, 3:8. Rồi các cô bác anh chú, anh chị cô chú mà quan tâm đến dòng lo này thì có thể truy cập ngay website điệnmaysanh.com, hoặc có thể đến với Điện Máy Xanh ở khu vực của cô chú anh chị và các bạn gần nhất, để mà chúng ta có thể tham khảo một cái lo sốc như thế này, hát cực đỉnh.